cắt bí ngòi xanh vàng rồi ngâm vào nước đá để giữ được màu sắc và độ giòn. Trộn bí đỏ với muối, tiêu, cần tây cắt nhỏ và một ít dầu ăn rồi mang đi hấp chín. Sau đó tán nhuyễn trong lúc bí vẫn còn nóng nhé. Lươn rút xương tách lấy phần thịt giàu dinh dưỡng. Rửa thịt lươn với một ít rượu, ướp với gốc ngò và gia vị. Vậy là mùi tanh sẽ biến mất ngay. Bật bếp lên thôi nào. Chiên khoai lang tím bào mỏng với thật ít dầu. Bây giờ thì áp chảo lươn nhé. Nhìn thật kỹ những miếng lươn đang phồng lên kìa, thật là hấp dẫn. Đặt một lát bơ lạc lên trên. Khi lát bơ chảy hết cũng là lúc lươn dính, vàng óng và béo ngậy. Hít một hơi thật sâu đi nào. Mùi thơm ấy có khiến cho bạn ngất ngây không?